Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bến Xe Vận Cỏ Xe Ben của chúng tôi. Trên màn hình thì quý vị thấy hôm nay chúng tôi có một em SK75. Con này thì sẽ bán hơn 200 một chút xíu thôi. Cần kỹ thuật, thương lượng. Anh em nào mà đang cần dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi ngay. Tôi có thể là gửi cho anh em quý vị những cái hình ảnh chi tiết nhất, cụ thể nhất. Con này chúng tôi đang để Bình Dương 75 cụ thể. Con này thì trên cái phần nguyên cây này thì đã có sơn lại rồi. Thì bà con mà có thiện chí thì cứ đến bãi của ông tôi để tìm cái sản phẩm này. Mọi người nhé. Nếu mà chúng ta thiện chí thì có thể vào việc và bớt xén một chút xíu nữa để cho quý vị về làm ăn cho nó có cái lọc lá. Thì ngoài những sản phẩm này ra, chúng tôi còn một số những sản phẩm nữa như là Sumi, Hitachi, Komatsu, rất nhiều các sản phẩm mà chúng tôi đang có. Thì quý vị có thể nhắn tin qua Zalo, mọi người mà nhắn tin trực tiếp trên kênh YouTube thì chúng tôi không trả lời kịp. Mong đâu đó mọi người hết sức thông cảm. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác ở trên kênh của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Bây giờ thì thân ái xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video.